Đoạn clip lưu lại tình huống gia chạm giao thông nhắc tới sau khi chia sẻ trên mạng làng hội đã khiến người xem bức xúc, liên tục chỉ trích nam thanh niên lãnh đạo xe máy. Theo những gì được lưu lại từ camera hành trình của ô tô, thời điểm đó trên đường có khá đông các phương tiện qua lại. Phát hiện thấy một xe máy chạy hướng ngược chiều lấn làng, tài xế ô tô đã chủ động giảm tốc độ, bấm còi báo hiệu nhưng không thể tránh được vụ gia chạm thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao đã không làm chủ được tay lái, đâm trực diện vào ô tô, hai người ngồi trên xe ngã xuống đường, còn tài xế ô tô sợ hốt, xong rồi. Xe đi đúng phần đường, đã dừng xe và bấm còi mà các người chơi ấy vẫn cứ lấn và dấn thân với tốc độ cao thì làm sao bây giờ? Chủ nhân liếc chia sẻ. Cặp đôi xe máy lấn làng, đâm trực diện ô tô.